Ok, hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì hiện tại mình đang ở phiên bản chiến trường 2.0. Và người ta cho gà rán, người ta cho thử họ cho thử con Roker được vài ngày rồi. Và hôm nay thì mình sẽ làm video để làm về những cái điều mà các bạn chưa biết về con, một số bạn có thể là chưa biết về cái con Roker này. Ok, chúng ta thử luôn. Xác nhận vào đấu luyện. Thì ở cái phiên bản này, cái con Roker nó có một cái thay đổi, đó chính là nó sẽ fix cái lỗi mà khi mà nó bắn lên trụ mà bắn gần ấy thì nó sẽ gây nhiều sát thương hơn. Đấy là một cái lỗi rất là nặng, tại vì nó bắn gần, nó bắn trụ rất là nhanh. Ok, chúng ta sẽ cùng thử xem con Roker này nó có những cái gì hay mà các bạn có thể chưa biết. Ok, đầu tiên thì mình sẽ cho Mark Bever thôi. Tại vì phần ở ngoài mình chưa chọn tướng ấy, nên là nó sẽ cho mình đánh nhau với anh Thê đẹp trai. Tại vì nếu mà mình không không chọn là nó không chọn thì nó sẽ mặc định là đánh với tên mà ta lính đi đã. Ok, tắt cả tên luôn, nâng cấp này. Ok, cho nó vào trong cái bụi kia. Ok, thế nó đã đứng ở trong cái bụi rồi. Bây giờ mình sẽ cộng tiền lên để mua cái đồ này. Chính là áo choàng băng giá. Thì sao mình lại nên áo choàng băng giá? Ok, bây giờ chọn cái góc nào đấy để bắn cái con thê này đã. Từ Ok, các bạn nhìn thấy là mình chỉ bắn trúng một tia rồi đúng không? Như kiểu là mình bắn cái con tướng ở phía trước ấy thì thì nó sẽ trúng hai cái tia ở giữa. Còn cái tia ở phía bên ngoài thì nó sẽ trúng vào cái con tướng ở đằng sau ấy. Ok, bây giờ mình bật chiêu cuối lên này. Mà thấy tay mình là có biểu tượng có dấu hiệu của cái áo choàng băng giá nhá. Và khi mình bắn này không hề có hiệu ứng của áo choàng băng giá, mặc dù mình đã bắn trúng thêm rồi đấy. Mặc dù mình đã bắn trúng thêm rồi mà các bạn nhìn này, mình bắn con thêm không hề mất máu luôn, không mất một giọt máu nào cả. Mà các bạn có thể cho rằng là nó level cao nên là nó sẽ trâu đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ cho nó xuống về cấp 1 này. Sau đó mình lại bắn này. Về cấp 1 nhá. Bắn này. Đó. Cái tia ở bên ngoài nó bắn con thê này thì mất đúng một gọi là một giọt máu. Đấy. Thì cái tia đấy nó rất là yếu. Nó chỉ có tác dụng nó là khiến cho đứng địch bị giảm giáp, là cái bùa hại đấy, bùa bùa hại giảm giáp của tướng địch. Tiếp theo thì mình sẽ test về cái chí mạng. Vì sao mà cái con này nó lại không lên nhiều đồ chí mạng? À, tốt nhất là đừng lên chí mạng cho này. Anh nhá. À, không nhầm, ấn nhầm rồi. Đây thì mình đầu tiên mình bắn con rơi này. Bạn nhìn thấy
cái tia ở bên ngoài bắn trúng cái con thên ý, nó gây tầm độ khoảng hơn 100 máu. Mà cái tia đấy nó không thể chí mạng, chỉ có hai cái tia ở giữa nó mới chí mạng thôi. Mà nếu mà mình bắn tất cả các tia ấy, mình bắn trúng tất cả các tia thì cái sát thương chí mạng là nó sẽ chỉ cộng dồn giữa cái chí mạng của hai cái tia ở giữa với hai cái tia ở bên ngoài đấy, là hai cái tia mà không thể chí mạng thì nó sẽ cộng với nhau. Mà hai cái tia ở bên ngoài nó không thể chí mạng thì nó sẽ rất là yếu, thì chỉ có hai cái tia ở giữa nó mới chí mạng thôi. Đấy, thế nên là cái sát thương chí mạng của con này nó sẽ rất là yếu nếu các bạn lên chí mạng. Tốt nhất là các bạn cứ lên công vật lý với cả xuyên giáp tốc đánh thì nó sẽ tốt hơn. Đây các bạn nhìn lại này, mình sẽ bắn con rơi. Bắn con rơi thì hai cái tia ở giữa trúng con rơi, còn cái tia ở bên ngoài ấy sẽ trúng cái thằng thên. Anh thên đẹp trai đấy. Thì mà cái tia đấy trúng anh thên, nhưng mà đây mình lên full chí mạng này. Nói chung là 100 phần, hơn 100% tỷ lệ chí mạng luôn. Nhưng mà vẫn không thể nào gây sát thương được, sát thương chí mạng được lên thên. Đấy, rất là dị. Đó là bởi vì là cái đánh thường áp sát của con này nó đã cao rồi ấy. Nếu mà cho thêm chí mạng nữa thì mình nghĩ sẽ rất bá. Ok, tiếp theo nhá, chúng ta sẽ test thử về cái... Đây, mình sẽ lên full công vật lý này, cộng vàng lên, lên luôn, không phải xuống. Ok, đây nhá, đầu tiên mình sẽ bắn trụ từ xa này, phải vô địch lên đã, trụ bắn cho chết bây giờ, bắn cho sấp mặt luôn. Đấy, đấy là bắn xa nhá, còn bắn gần, đấy bạn thấy vẫn như vậy, in rồi. Tốt nhất là bán cái nanh này đi để các bạn thấy rõ hơn, tại vì cái nanh đấy là nó có cái nội tại là tăng sát thương khi mà công trình khi mà đối tượng nó sẽ bị ít máu ấy. Đây, mình sẽ lấy lại cái trụ vừa nãy bị mất. Đấy, mình đánh từ xa nhá, tầm hơn 200 máu này, mình đứng gần bắn này cũng là hơn 200 máu. Bây giờ mình sẽ dùng chiêu 1 này. Chiêu 1. Vâng. Đấy, các bạn có thể thấy là chiêu 1 đứng xa không có thể tác dụng lên trụ nhá. Chiêu 1 đứng gần này cũng không có thể tác dụng lên trụ luôn. Tức là khi mà các bạn bật chiêu 1 lên ấy thì nó cũng chỉ như là một đòn đánh thường lên trụ thôi. Nó không có thể gây thêm một chút sát thương nào lên trụ cả. Trừ khi các bạn lên phức hợp kiếm, các bạn bật chiêu 1 lên, các bạn có thể gây thêm sát thương. Tại vì khi mà sau khi các bạn kích hoạt chiêu ấy thì nó sẽ được gây thêm sát thương vật lý. Đấy, 300 đấy, 300 sát thương này. Đấy, còn nếu không mà các bạn bật chiêu 1 thì nghĩ là sẽ không có tác dụng gì lên trụ cả, nó chỉ phí mana thôi, phí hồi chiêu chiêu 1. Còn về cái chiêu cuối thì đây, mình đánh đừng xa bắn này, tầm hơn 200 máu. Đây, chiêu cuối lên đánh 300 máu rồi, nhưng mà đứng gần vẫn là 300 máu nhá, vẫn là 300 máu nhá. Các bạn đừng, nói chung là các bạn đừng có mà dùng cái con Roker này. Các bạn áp sát thật sát vào trụ như này các bạn bắn, đấy là một cái điều hoàn toàn sai lầm. Tại vì các bạn, lúc các bạn bước vào trong áp sát trụ như này, nó sẽ tốn rất rất nhiều thời gian. Mà các bạn đứng xa như này, nó là bản chất của nó là đấu sĩ xạ thủ, mà nó là xạ thủ thì nó phải có một cái tầm thật xa để nó cấu rỉa trụ, đúng không? Mà các bạn áp sát trụ như này thì nó cũng chả điểm gì. Nó là xạ thủ thì nó có thể cấu rỉa trụ ở tầm xa rồi, nên là mình phải tận dụng cái đấy. Ok, còn gì nữa không nhỉ?
Ok, bây giờ mình sẽ thử lên. Nói chung là cũng cũng hết rồi đấy, không không còn cái gì mà cái điều gì mà mình muốn cho các bạn biết nữa đâu. Bây giờ mình sẽ lên full công vật lý để xem chuyện xảy ra. Mình bắn. Ok, bắn tiếp này. Bắn. Chưa chết. Bắn. Đấy, các bạn thấy sát thương vật lý của con này rất là cao luôn. Bắn phát chết luôn này. Đây, bắn con này. Đấy, bắn phát chết luôn này. Cái thằng Thên này nhiều máu này. Mà bây giờ nó, nếu mà mình chọn mấy con đỡ đòn ấy, mà mình vào đấu luyện thì mình nâng cấp cho nó là nó sẽ trâu lắm. Nó không như phiên bản trước nữa. Đấy, bắn rất là đau luôn. Thực ra là nó đã giảm sức mạnh, nó không còn như trước đây nữa. Tại vì hồi trước là mình cũng có test thử con này. Mình bắn vào con King Kong, lúc đó là con King Kong, giờ là Shisa bạo chúa, à tà thần Shisa rồi. Thì nó, bây giờ nó chỉ có 4.000, mà hồi trước là 5.000 cơ. Hồi trước mình bật chiêu 1-0 ấy là 5.000, chứ không phải chiêu cuối như này. Chiêu cuối mới được 5.000. Đấy. Mà mình còn chưa có bảng ngọc full 100 công vật, à full 100 xuyên giáp vật lý đâu. Đấy thì chứng tỏ con này chiêu 1 nó rất là khỏe luôn, công vật lý của nó rất nhiều. Nhưng mà các bạn phải áp sát. Ok, cái video của mình thì đây là hết nhá. Chào tất cả các bạn.